nếu như mà ma trận này minh họa nó ra văn xuôi ạ thì để chính thức lại ra thơ ạ, là bài thơ Sóng của Trung Quỳnh ạ. Nhưng mà đây là một bài thơ có nội dung khá là dễ với học sinh ấy ạ, nên là đa phần các bạn đều làm được. Còn bản thân em thì hôm nay làm bài tốt ạ. Đến môn văn khi năm nay là sát với đề cho cô giáo cho bọn em ôn là ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại điểm thi trường trung học phổ thông Yên Châu thì thí sinh đến dự thi là 100% thí sinh đến dự thi được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, của Ban chỉ đạo thi tỉnh và huyện của trường trung học phổ thông Yên Châu tại điểm thi đã chuẩn bị rất là chú đáo, đặc biệt là công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và đặc biệt nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường bố trí chuẩn bị đầy đủ hết các dụng cụ như là đo thân nhiệt, dùng nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế. Và đánh giá sơ bộ cho đến giờ phút này thì qua quan sát thì các em học sinh đến dự thi với tâm thế rất là phấn khởi và với một niềm tin đó là đạt kết quả cao, và tất cả 100% các em học sinh đến dự thi đã được nhà trường nhắc nhở phổ biến về quy chế thi, nên là không có thí sinh nào vi phạm về quy chế thi.